Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Đội quân máy ủi đất của Israel đang phá hủy công trình ở bờ Tây. Ukraine phát hiện Nga lắp đặt Stalin trên Shahid 136. Mỹ thừa nhận Houthi bắn rơi UAV trị giá 30 triệu đô la Mỹ. thách thức của Mỹ khi ban bố lệnh trừng phạt với năng lượng từ Iran. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Trong nửa tháng qua, người dân Palestine ở bờ Tây đã chứng kiến cảnh máy ủi đất của quân đội Israel phá hủy từng mét một trên đường phố và ngõ hẻm của họ. Người dân ở Tulkarm và Jenin, hai thị trấn bờ Tây là tâm điểm các cuộc tấn công quân sự mới nhất của Israel, cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến mức độ tàn phá lớn như vậy. Qua phân tích hình ảnh trực quan, tờ thời báo New York đã xác nhận các tường thuật của người dân về thiệt hại do đợt tấn công mới nhất của Israel gây ra. Nhiều video quay tại Tulkarm và Jenin cho thấy xe ủi phá hủy cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp, trong khi binh lính Israel cản trở lực lượng ứng phó khẩn cấp tại địa phương. Trả lời tờ Thời báo New York, quân đội Israel cho biết họ hoạt động theo luật pháp quốc tế và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để tránh gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thiết yếu. Quân đội cũng nói rằng các kỹ sư công binh phải thực hiện những hoạt động như vậy để ra phá bom mìn trên đường hoặc phá hủy các kho vũ khí được cất giấu trên tài sản tư nhân. Nhưng họ cũng thừa nhận rằng các hoạt động như vậy trong khu vực đã gây ra thiệt hại không thể tránh khỏi đối với một số công trình dân sự. Cư dân ở Jenin và Tunkham, những thị trấn có lịch sử nổi loạn, chống lại sự kiểm soát của Israel từ lâu đã quen với các cuộc đột kích có mục tiêu vào ban đêm. Nhưng lần này, nhiều người cho biết các cuộc đột kích kéo dài 9 ngày ở Jenin và thậm chí còn lâu hơn ở Tunkham đã gây ra sự phá hủy với các con đường và cơ sở hạ tầng vượt xa bất kỳ cuộc tấn công nào trước đó. Sawan Jabarin, giám đốc của al một nhóm nhân quyền có trụ sở tại bờ Tây cho biết họ đang áp đặt các điều kiện về mặt vật chất và tâm lý khiến mọi người cảm thấy nơi này đang biến thành một Gaza khác. Người dân Palestine trên khắp bờ Tây cảm giác rằng những gì sắp xảy ra sẽ rất tồi tệ. Muhannad Mata, giám đốc phụ trách các quan hệ chung của thành phố Tunkham, ước tính rằng chỉ riêng trong chiến dịch mới nhất, hơn 90% đường ống nước và nước thải đã bị phá hủy. Theo thị trưởng Janine, Nidan Obedi, khoảng 70% đường xá đã bị hư hại hoặc phá hủy do các cuộc tấn công gần đây của Israel. Đường dây Internet, điện và điện thoại đã bị cắt ở một số khu vực. Đường ống nước và nước thải cũng bị cắt, khiến khoảng 80% Jenin không có nước sạch, bao gồm cả bệnh viện chính. Quân đội Israel cho biết, nguy cơ phiến quân giấu chất nổ đòi hỏi phải sử dụng các công cụ kỹ thuật khi vào khu vực các tổ chức khủng bố hoạt động. Để phát hiện ra các trục nơi đặt thiết bị nổ và loại bỏ mối nguy hiểm phát sinh từ việc các tổ chức khủng bố sử dụng các công trình dân sự. Nhưng người dân nhấn mạnh, những nỗ lực như vậy là ví dụ về sự phá hoại không cần thiết. Các chủ doanh nghiệp địa phương đã nói chuyện với tờ Thời báo New York khẳng định khu vực này không có liên hệ gì với phiến quân. Nhưng có lẽ chi phí nặng nề nhất của các cuộc đột kích là ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc y tế. Mahmoud Ansadi, giám đốc chi nhánh trang Nữ liềm đỏ tại Jenin cho biết, các cuộc gọi cầu cứu đã tăng đáng kể trong các cuộc đột kích gần đây. Ông cho biết các nhóm của ông đã không phản hồi 500 đến 600 cuộc gọi mỗi ngày vì họ không thể liên lạc được. Các nhân viên y tế và quan chức thành phố nói rằng sự gia tăng đột ngột các cuộc gọi không chỉ liên quan đến giao tranh mà còn liên quan đến binh lính bao vây bệnh viện. Binh lính chỉ cho xe cứu thương vào chứ không cho xe dân sự vào. Vì vậy lực lượng cứu hộ cũng phải hộ tống những bệnh nhân cần điều trị thường xuyên như chạy thận nhân tạo hoặc xạ trị. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một chiếc UAV cảm tử zahed 136 của Nga được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink do công ty SpaceX sản xuất trong cuộc tấn công đêm 25 tháng 9, được biết khiến 28 trong số 32 máy bay không người lái bị bắn hạ. Trang Defense Express sau đó đã đăng tải một bức ảnh liên quan mà họ thu được từ các nguồn riêng cho thấy một đĩa vệ tinh có số serial trên đó. Điều này sẽ cho phép điều tra các kênh cung cấp đối với thiết bị đầu cuối Starlink. Giới quan sát cho biết, câu hỏi khi nào Liên bang Nga sẽ bắt đầu cài đặt Starlink trên UAV tầm xa của mình. Về mặt khách quan chỉ là vấn đề thời gian, bởi trước đó họ đã thử nghiệm modem 4G bằng SIM điện thoại của nhà mạng Ukraine. Việc lựa chọn nền tảng Sahet 136 cho những mục đích như vậy rõ ràng liên quan đến khả năng của nó xét về tầm bay khoảng 2.000 km và không gian chống đáng kể ở giữa thân máy bay. Đây là sáng tạo rất đáng chú ý được người Nga thực hiện. Hồi tháng 2, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR cũng xác nhận phát hiện thiết bị đầu cuối của Starlink được lắp đặt trong các đơn vị thuộc Lữ đoàn Đổ bộ Đường Không Cận Vệ Xung Kích số 83 của Nga hoạt động gần làng Kleschevka và Andrevka, phía nam thành phố Bakhmut. Thời điểm đó, kỹ sư Ole Kutkov, người tham gia thiết kế thiết bị đầu cuối Starlink cho quân đội Ukraine nói lực lượng Nga bắt đầu sử dụng chúng trên tiền tuyến. Các thiết bị này được mua thông qua những nước thứ ba và đại lý ở Nga bán lại chúng. Các thiết bị đầu cuối Starlink mà lực lượng Nga sở hữu hoạt động trên khu vực họ đang kiểm soát và các địa phương khác của Ukraine. Chúng sử dụng chung một kênh cùng bộ lập trình vệ tinh với thiết bị mà quân đội Ukraine sở hữu. Sahet-136 là một loại drone tấn công một chiều do Iran phát triển, có sải cánh 2 mét, tốc độ hành trình khoảng 185 km h và mang theo đầu đạn nặng 45 kg. So với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo truyền thống, Shahed 136 chậm hơn, ít mạnh hơn và dễ bị bắn hạ hơn. Tuy nhiên, điểm mạnh của nó là giá thành thấp và dễ sản xuất. Nga chỉ có thể sản xuất khoảng 100 tên lửa mỗi tháng, nhưng họ có thể chế tạo Sahed với số lượng lớn và với chi phí thấp hơn nhiều. Có nhiều con số khác nhau được đưa ra, nhưng con số phổ biến nhất là 20.000 đô la Mỹ cho một chiếc Sahed, rẻ hơn khoảng 500 lần so với tên lửa siêu thanh Kinza nổi tiếng trong chưa đầy 2 năm, Sahet do Iran cung cấp đã trở thành một trong những vũ khí chiến lược chủ chốt trong cuộc xung đột của Nga và Ukraine, thậm chí còn vượt qua những vũ khí do chính Nga phát triển trong chiến dịch tầm xa. Sahet cũng đang không ngừng được cải tiến để vượt qua các biện pháp phòng thủ của Ukraine. Theo các chuyên gia quân sự, cuộc chiến này không chỉ là cuộc đua về số lượng, mà còn là cuộc đua về công nghệ giữa drone và hệ thống chống drone. Quân đội Mỹ gần đây thừa nhận Houthi đã bắn hạ hai máy bay MQ-9 trong hồi giữa tháng. Nhóm vũ trang ở Yemen này trước đó đã đăng nhiều hình ảnh dường như cho thấy quá trình ngắm bắn tên lửa, khoảnh khắc trúng mục tiêu và xác của thiết bị trị giá 30 triệu đô la Mỹ một chiếc này. MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ, có thể bay ở độ cao hơn 15.000m và hoạt động liên tục trong 24 tiếng. MQ-9 Reaper được lực lượng không quân Mỹ sử dụng để thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ giám sát, tìm kiếm cứu nạn và tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao và mục tiêu cần phản ứng nhanh. Theo nhà sản xuất, MQ-9 được trang bị hệ thống tự vệ, có khả năng phát hiện mối đe dọa và triển khai biện pháp ứng phó vũ khí phòng không của đối phương. Hầu thi tuyên bố đã bắn hạ 10 chiếc MQ-9 kể từ tháng 10 năm 2023, khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ ở giải Gaza. Tuy nhiên, người phát ngôn lầu năm góc Pat nói con số này là không chính xác. Trong một tuyên bố, Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, chúng tôi đã nhiều lần chỉ trích Iran vì sự ủng hộ của họ dành cho Houthi và sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác để đảm bảo an toàn cho nhân sự và năng lực của quân đội Mỹ trong khu vực. Ông Michael Knight, thuộc Viện Chính sách Cận đông Washington, nói với đài NBC rằng, Houthi đã cải thiện hệ thống phòng không của họ bằng vũ khí chính xác hơn trong những tháng gần đây, trong đó có nhiều vũ khí từ Iran. Ông Knight cho biết, các tên lửa và hệ thống mà Houthi mới nhận được từ Iran bao gồm tên lửa đất đối không 358 và SA-2. Cả hai đều có thể bắn trúng Reaper hoặc máy bay không người lái khác. Quân đội Mỹ gặp nhiều khó khăn khi muốn ngăn chặn một số hệ thống phòng không của Houthi. Lực lượng này thường không dùng radar mà dựa vào hệ thống quang điện để tìm mục tiêu. Thiết bị này không phát tín hiệu radar khi dò tìm và khó bị phát hiện hơn. Iran trước đây đã cử một tàu do thám đến vùng biển gần Yemen để giúp Houthi xác định mục tiêu và các tàu ở Biển Đỏ. NBC News từng đưa tin Mỹ đã tiến hành tấn công mạng vào con tàu đó để ngăn chặn Iran chia sẻ thông tin tình báo với nhóm hầu thì. Vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt hơn 10 thực thể và tàu, thuyền mà nước này cho là có liên quan đến việc vận chuyển dầu thô và khí đốt hóa lỏng của Iran tới Syria và Đông Á. Trong tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết có 4 tàu trong số trên liên quan đến đội tàu của ông trùm vận tải biển Syria, Abdul Jalil Mala, vốn bị Washington áp đặt biện pháp trừng phạt vào năm 2021 và người anh em trai của ông Abdul là ông Luay Almala. Ông Luay Almala cũng bị đưa vào danh sách đen trong đợt này. Bộ cũng cáo buộc hai anh em nhà Mala tiếp tục sử dụng đế chế vận tải biển của mình để hỗ trợ Iran. Hiện Iran và Syria chưa đưa ra tuyên bố nào về thông tin trên. Iran đang là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba trong OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái áp đặt lệnh trừng phạt lên dầu thô với nước này. Ông giúp Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA mà Washington và Tehran đạt được vào năm 2015. Trong hai năm qua, chính quyền của ông Biden đã nỗ lực khôi phục JCPOA nhưng chưa thành công. Vì vậy, Mỹ buộc phải tìm cách ngăn Tehran lách luật để bán dầu ra nước ngoài bằng cách trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và nhiều nước khác. Đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ có mục đích chính là để hạn chế sức mạnh kinh tế của Iran và Hezbollah trong bối cảnh Washington đang tìm cách giảm nhiệt căng thẳng tại Gaza. Tuy nhiên, theo tờ Wall Journal nhận định, những đòn trừng phạt hà khắc này đã vô tình tạo ra một nền kinh tế ngầm toàn cầu gắn kết các đối thủ chính của phương Tây với trung tâm là Nga và Trung Quốc. Dù vậy, theo các quan chức phương Tây và dữ liệu hải quan, Bắc Kinh ngày càng thành công trong việc ngăn chặn những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu này bằng cách củng cố quan hệ thương mại với những quốc gia bị trừng phạt khác khối các quốc gia bị Mỹ và đồng minh phương Tây trừng phạt hiện có quy mô kinh tế đủ lớn để phòng vệ trước cuộc chiến kinh tế và tài chính của Washington. Họ có thể giao dịch mọi thứ chứ không chỉ dầu mỏ. Nhu cầu thương mại của khối các nước bị Mỹ trừng phạt luôn được điều chỉnh phù hợp. Ví dụ, một mặt, Trung Quốc mua dầu từ ba cường quốc trong OPEC là Nga, Iran và Venezuela với mức giá chiết khấu cao. Đó là một cơ hội bất ngờ đối với quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới nước đã mua hơn 11 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm ngoái để duy trì hoạt động kinh tế. Ngược lại, các quốc gia bán dầu sẽ có doanh thu mà họ cần để mua hàng hóa bị phương Tây và Mỹ hạn chế trong lệnh trừng phạt. Các sĩ quan của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã phá hủy một kho đạn dược của Nga tại Donetsk. Theo Pravda, kho đạn đã bị các đơn vị trinh sát trên không thuộc lữ đoàn tác chiến Karada số 15 phát hiện. Trích báo cáo ngày 25 tháng 9 cho biết, một vụ nổ xảy ra, khói bốc cao 10 mét, lực lượng vệ binh đã phá hủy kho đạn dược của Nga trên mặt trận Pokrovsk. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang tập trung tấn công trên mặt trận Vuleda ở Donetsk, vốn là điểm nóng được Ukraine đánh giá là đang dần ổn định. Gần đây nhất, các lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy một trong những hệ thống phòng không tầm trung mới nhất của Nga. Trong thông báo đăng tải trên trang X, chính phủ Ukraine nêu rõ các binh sĩ Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga. Kiev cũng đăng tải đoạn video cho thấy cuộc tấn công vào hệ thống phòng không này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng cuộc tấn công dường như được tiến hành tại một địa điểm ở phía đông thành phố Rinsk ở Kursk. Bộ Quốc phòng Ukraine không nêu rõ thời gian hoặc đơn vị tiến hành cuộc tấn công này, nhưng tiểu đoàn phụ trách các hệ thống không người lái 413 cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa đất đối không Buk M3. Trước đó, Ukraine cho biết tiểu đoàn 413 đang hoạt động tại Kursk. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những tổn thất kinh tế nặng nề cho Nga. Trang web về các vấn đề quân sự BulgarianMilitary.com đưa tin cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu từ năm 2022 đã tạo ra những tác động to lớn không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế đối với Moscow. Nguồn tin này dẫn ước tính của Janis Clark, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế SVKP của Đức cho biết, Nga đang gánh chịu thiệt hại khoảng 319 triệu đô la Mỹ mỗi ngày vì xung đột. Con số này được tổng hợp dựa trên các số liệu tài chính nguồn mở và bí mật của Nga, cho thấy mức độ hao tổn nặng nề từ cuộc xung đột kéo dài. Chi tiêu quốc phòng của Nga cũng đã vượt xa ngân sách cho nhiều lĩnh vực xã hội quan trọng. Hồi tháng 5, các nhà phát triển vũ khí của Ukraine đã tiết lộ về một loại robot chiến đấu mặt đất mới. Nó có tên gọi là Furry. 4 tháng sau, Furry tham gia thực chiến và được cho là đã giành chiến thắng trong một trận giao tranh với quân đội Nga. Theo Forbes, mới đây, một chiếc Furry 4 bánh, kích thước bằng xe đẩy hàng đã tấn công chiến hào ở tỉnh Kursk của Nga. Furry đã tránh được các bãi mìn, khai hỏa súng máy được trang bị trong một cuộc tấn công phối hợp cùng máy bay không người lái mang thuốc nổ và pháo cối. Thông tin cho biết, trong lần ra trận này, Fury đã đánh bại một nhóm nhỏ binh sĩ Nga. Thông báo trên mạng xã hội, đội 1 của Trung đoàn đặc nhiệm số 8, đơn vị điều khiển robot cho biết, kết quả là một phần quân địch bị tiêu diệt, phần còn lại tháo chạy. Robot đã trúng một số phát đạn từ súng phóng lựu và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, nhưng vẫn kiên cường, hoàn thành nhiệm vụ, trở về an toàn. Fury là một trong nhiều phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái được vũ trang cho các kỹ sư Ukraine phát triển trong 30 tháng qua và là một trong những loại đầu tiên tham gia trận chiến lớn. Fury có 4 bánh xe, một radio để nhận lệnh từ người điều khiển, camera và súng máy điều khiển từ xa. Nó được thiết kế chắc chắn với các tấm giáp bảo vệ những bộ phận dễ bị tổn thương. Ông Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi số của Ukraine cho biết hồi tháng 5 rằng robot Fury tấn công các vị trí của Nga và yểm trợ cho binh sĩ của chúng ta trong các cuộc tấn công. Quân đội thích việc điều khiển dễ dàng và đánh giá cao mức độ truyền tin qua radio, video cũng như khả năng ngắm bắn tự động hiệu quả cả ngày lẫn đêm của robot. Free không phải là duy nhất, Nga cũng có các robot chiến đấu mặt đất. Tuy nhiên với chiến thắng và sống sót sau trận chiến lớn, Free đã thể hiện sự nổi bật của nó. Các nhà phát triển Furry còn nhấn mạnh vào khả năng di chuyển và trang bị cho robot bánh xe lớn khung gầm cao. Tuy vậy, theo Forbes, các phương tiện không người lái trên mặt đất có nhiều hạn chế. Ngay cả trên bề mặt tương đối bằng phẳng, nhưng phương tiện này cũng khó di chuyển nếu gặp chướng ngại vật như ổ gà, hố, cành cây, sườn dốc. Do đó, để chúng tiếp cận chiến trường đã khó, đạt được thành tựu còn khó hơn. Vào cuối tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Ukraine cho biết cuộc thử nghiệm đang được tiến hành trên 25 loại robot chiến đấu khác nhau do Ukraine sản xuất, bao gồm cả robot cảm tử các phương tiện UGV ngày càng có xu hướng nhỏ hơn để giảm thiểu nguy cơ bị máy bay không người lái phát hiện và chúng thường thô sơ và rẻ tiền. Mục tiêu tổng thể của UGV là thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như tiến vào vị trí của đối thủ để tấn công buộc họ phải lộ diện, làm mồi cho các cuộc tấn công của UGV khác hoặc drone trên không. Tại triển lãm ADEX 2024 được tổ chức tại Baku, Azerbaijan, Nga sẽ giới thiệu phiên bản UAV cảm tử Lancet E do công ty Rosoboronexport có trụ sở tại Moscow phân phối. Tổng giám đốc công ty quốc phòng Rosoboronexport, ông Alexander Mikheyev cho biết, Rosoboronexport trưng bày tại triển lãm những mẫu vũ khí hiện đại phổ biến nhất đã chứng minh được hiệu quả cao trong các trận chiến tại triển lãm. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bên ngoài nước Nga tổ hợp máy bay không người lái cảm tử Lancet E, phiên bản xuất khẩu và hệ thống đối kháng điện tử mới nhất chống UAV sẽ được trình diễn quan chức trên nhấn mạnh rằng sản phẩm chủ lực là tổ hợp Lancet E của Rosoboronexport sẽ đảm bảo tiêu diệt mọi phương tiện như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, thiết bị kỹ thuật, sở chỉ huy, hàng không với xác suất trúng mục tiêu cao. Lần đầu tiên Lancet E được giới thiệu là ở diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024 diễn ra đầu tháng 8 năm nay. Lancet E là phiên bản xuất khẩu của UAV cảm tử Zala Lancet vốn đã được sử dụng rộng rãi ở Ukraine, được phát triển và sản xuất bởi công ty JSC Eroska. Lancet E gồm máy bay không người lái trinh sát Z-16E UAV và hai phương tiện mang đạn có điều khiển được gọi là Isdelie 51E và Isdelie 52E. Mỗi phương tiện có tầm bay riêng biệt và trọng lượng cất cánh tối đa khác nhau. Lancet E có thiết kế cánh chữ X và một cánh quạt đẩy nhỏ giúp UAV khó bị phát hiện bởi radar của đối phương. Rosoboronexport dự kiến Lancet E có thể được xuất khẩu với số lượng vượt 1.000 chiếc. Dòng Lancet bao gồm nhiều biến thể khác nhau như Lancet 1 và Lancet 3, chủ yếu khác nhau về tải trọng và thời gian bay. Lancet 3 có thể mang đầu đạn nặng 5 kg và có thời gian bay khoảng 40 phút với tầm hoạt động hơn 40 km. Các bản nâng cấp gần đây cho thấy hệ thống Lancet còn có một bệ phóng có khả năng triển khai nhiều máy bay không người lái và hệ thống liên lạc nâng cao. Bất chấp những thách thức như lệnh trừng phạt và tình trạng thiếu hụt phụ tùng, việc sản xuất lan xét vẫn tiếp tục với các quy trình sản xuất thích ứng linh hoạt. Cũng tại sự kiện triển lãm ADEX 2024 tại Baku, công ty Rosoboronexport cũng sẽ giới thiệu máy phát nhiễu cỡ nhỏ RP-377VM1 Lesochek. Đây là thiết bị đối kháng điện tử thế hệ mới nhất, có khả năng ngắt kênh điều khiển vô tuyến của thiết bị nổ tự chế hay kênh dẫn đường vệ tinh của máy bay không người lái thương mại rp 37 VM1 đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế và cho thấy hiệu quả cao trong việc bảo vệ các phương tiện như xe bọc thép trước đòn tấn công của máy bay không người lái cảm tử dạng FPV. Nhà xuất khẩu vũ khí Nga cho biết thêm, trong phân khúc chống UAV, Rosoboronexport cũng trưng bày sản phẩm RB504PE giúp phát hiện và ngăn chặn các kênh liên lạc cũng như điều hướng của UAV kể cả ở chế độ tự động. Ngoài ra, trong triển lãm ADEX 2024, Rosoboronexport sẽ giới thiệu mô hình tiêm kích đa năng siêu cơ động Su-35, trực thăng tấn công và trinh sát K-52E, trực thăng vận tải đa dụng Mi-17V5 và UAV trinh sát Orlan-10E. Đối với vũ khí mặt đất, công ty Nga này trưng bày xe tăng T-90MS, xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT Terminator và pháo tự hành bánh xích 2S-19 MSTAS hiện đại hóa. Một sản phẩm rất đáng chú ý khác đó là mô hình hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S400 Trium sẽ được trình bày trong khu vực dành cho vũ khí phòng thủ. Cuối cùng, Rosoboronexport xác nhận sẽ trình diễn hệ thống tên lửa ven biển Rubes ME, đây là phiên bản rút gọn của Ban E khi tích hợp cả các ống phóng và radar điều khiển hỏa lực trên cùng một xe mang phóng tự hành. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây của Ukraine đã công bố video về cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của hệ thống phòng không Skynex do Đức cung cấp. Mặc dù Ukraine nhận được hệ thống phòng không Skynex đầu tiên do tập đoàn Renmeto phát triển vào tháng 4 năm 2023, nhưng việc sử dụng chúng trong hoạt động của quân đội nước này vẫn chưa được tiết lộ. Hình ảnh do Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine công bố cũng tiết lộ nhiều khía cạnh hoạt động khác nhau của hệ thống Skynex. Đáng chú ý là lực lượng vũ trang phía Kiev sử dụng hệ thống Skynex như một nền tảng cố định. Cấu hình này giúp đơn giản hóa việc bảo dưỡng khung gầm, vốn chỉ cần thiết cho mục đích vận chuyển chứ không phải để chịu được áp lực khi bắn. Ngoài ra, video còn cho thấy quá trình nạp đạn của hệ thống này. Một băng đạn chứa 7 viên cơ 35 x 228 mm, khối lượng 1,7 kg mỗi viên với đầu đạn 750 g. Đạn có vận tốc đầu nòng 1050 m một giây, tương đương, đương 3.780 km một giờ và có thể đạt tầm bắn tối đa 5 km chỉ trong 8,2 giây. Scanex có khả năng theo dõi mục tiêu tự động nhờ hệ thống quang điện tích hợp với radar. Hệ thống này sử dụng radar giám sát XTR 3D, có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa tới 50 km. Bộ phận khai hỏa của Scanex là một mô đun chiến đấu không người lái, được điều khiển từ xa từ một sở chỉ huy riêng biệt. Scanex được phát triển dựa trên hệ thống Sky Ranger được thiết lập để trở thành nền tảng của phòng không ở một số quốc gia EU. Hệ thống cực kỳ linh hoạt này có thể sử dụng nhiều cỡ nòng khác nhau, từ 30mm đến 35mm, có thể phóng tên lửa phòng không như IRIS-T, AIM-9X hoặc Stinger. Song song với đó, video do Ukraine đăng tải cũng cho thấy Skynex được trang bị ở phía đằng sau xe tải cùng hệ thống vũ khí Oelicon Revolver Gun MK3 được gắn ở phía sau khung gầm. Tháp pháo được trang bị một khẩu pháo ổ quay 35 mm Oelicon MK3 35 mm được sử dụng trong hệ thống phòng không Skynex có tầm bắn hiệu quả 4.000 m, tốc độ bắn 1.000 phát một phút. Đối với những mục tiêu trên không, pháo 35 mm có tầm bắn tối đa 3.500 m và 5.000 m đối với mục tiêu trên bộ. MK3 sử dụng đạn AH-35 mm có thể lập trình đồng thời để bắn trúng cả những mục tiêu nhỏ nhất. Vừa qua, trang tin tức quân sự Avia.pro cho biết quân đội Belarus đã điều một máy bay chiến đấu từ sân bay Baranovichi di chuyển về hướng đông nam đất nước này đến khu bảo tồn sinh thái và bức xạ Polisie. Sau khi nhận được báo cáo về một máy bay không người lái UAV cảm tử từ khu vực Chernihiv của Ukraine xâm nhập vào vùng Gomen của Belarus, dữ liệu hàng không cho thấy UAV nói trên đã vượt qua biên giới ở gần khu định cư Lyubech và tiếp tục di chuyển sâu hơn vào Belarus. Ngay sau đó, tin tức gần như tương tự cũng được kênh Belarusian Gayun đăng tải khi cho biết một UAV được cho là của Nga đã bay vào lãnh thổ Gomen của Belarus và đang di chuyển theo hướng Đông Nam tới Slavutik. Một máy bay chiến đấu của không quân Belarus đã cất cánh để giám sát. Sau đó, UAV đã di chuyển dọc biên giới Belarus-Ukraine theo hướng phía Nam về phía hồ chứa Kiev. Tuy nhiên, phía quân đội Belarus chưa lên tiếng đây là UAV của nước nào và cũng không công bố chi tiết về việc đã bắn hạ nó hay chưa. Hồi đầu tháng này, một đoạn video được đăng tải trên Telegram cho thấy những mảnh kim loại bị cháy của các bộ phận được xác định là cánh và thân UAV nằm rải rác xung quanh một khu rừng. Đây là những UAV được cho là của Ukraine bị quân đội Belarus bắn hạ khi đi vào không phận nước này. Một số UAV đã bay đến Nga và bị bắn hạ gần thành phố Yaroslav. Quân đội Belarus không nêu chi tiết về loại UAV đã bị bắn hạ và địa điểm xuất phát của nó báo cáo chính thức cũng không tiết lộ số lượng UAV bị phá hủy. Tuy nhiên, các báo cáo địa phương xác nhận có hai vụ nổ lớn. Theo họ, ít nhất một hoặc hai UAV đã bị phá hủy. Theo phương tiện truyền thông Belarus, UAV bị bắn hạ được trang bị nhiều thiết bị điện tử và thiết bị của NATO, bao gồm một anten chủ động do Mỹ sản xuất và một hệ thống dẫn đường của Bỉ. Trước đó, trang tin The Independent dẫn lại thông tin từ dự án Belarusian Hajun, kênh thông tin tình báo nguồn mở theo dõi hoạt động quân sự của binh sĩ Nga và Belarus. Tại Belarus, thì lần đầu tiên Minsk thực sự bắn hạ một vật thể bay trong không phận của mình là vụ việc hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cụ thể, một UAV của Nga có thể đã bay lạc và đã bị chiến đấu cơ của Belarus bắn hạ sau 20 phút giữa đuổi trên bầu trời. Trong bối cảnh có một vài trường hợp các vật thể bay được xác định là UAV xuất hiện trên bầu trời Belarus, lực lượng vũ trang nước này cho thấy đã sẵn sàng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa không phận nào. tình báo kỹ thuật nga có thể đã giành được quyền truy cập vào các hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến thuật của ukraine bao gồm krapiva và virus tablet khi nguồn tin từ kiev cho biết gần đây nhiều mục tiêu giả không tồn tại đã xuất hiện trong những tổ hợp này giới chức quân sự ukraine lo ngại nga đã giành được quyền truy cập vào phần mềm nói trên và đang cố tình tạo ra những xáo trộn trên chiến trường nhằm gây nhầm lẫn cho đối phương đã có ghi nhận lực lượng phòng không Ukraine và một số đơn vị khác phải hoạt động tích cực hơn mức cần thiết dẫn tới việc bị lộ diện, sau đó là một cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc không kích vào đúng vị trí của họ. Hệ thống điều khiển chiến đấu cấp độ chiến thuật Krapiva là phần mềm tạo bản đồ tình huống kết hợp với một vài thiết bị và công cụ. Nó là một tổ hợp phần cứng và phần mềm để thu thập, phân tích và xử lý những thông tin khác nhau cho các đơn vị trinh sát của lực lượng mặt đất Ukraine. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Thiếu tướng Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng biệt kích Akhmat cho biết lực lượng Nga đã tạo ra hệ thống phòng thủ đa tầng ở vùng Kursk. Ông Alaudinov tuyên bố, chúng tôi đã xây dựng một số tuyến phòng thủ, đối phương sẽ nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này. Thậm chí, họ không thể tiến qua tuyến đầu tiên của chúng tôi, nơi chúng tôi đang đứng. Vị chỉ huy đồng thời nhấn mạnh rằng những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng đưa đến khu vực Kursk cũng đang chịu tổn thất nặng nề. Cũng theo hãng thông tấn TASS, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng tình hình trên tiền tuyến của Kiev đang vô cùng khó khăn. Kharkov, Kupiansk và Liman là những hướng bất lợi nhất. Hãng thông tấn Sputnik dẫn phát biểu của đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho rằng Ukraine có nguồn cung cấp vũ khí dồi dào, trong đó có cả vũ khí tầm xa, thông tin tình báo, lính quân sự tư nhân và hướng dẫn viên quân sự nước ngoài. Theo ông trên thực tế, cả phương Tây cũng đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với mục đích gây ra thất bại chiến lược cho Nga bằng sinh mạng của người Ukraine. Tuy nhiên, dẫn các báo cáo quân sự nêu rõ, tuyến phòng thủ của quốc gia Đông Âu vốn mất gần 8 năm để xây dựng đang sụp đổ nhanh chóng. Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc khẳng định quân đội Ukraine hiện nay vẫn đang đứng trước bờ vực thất bại hoàn toàn. Trong khi đó, văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo một cuộc họp theo định dạng G7 cộng Ukraine đã diễn ra tại New York, trong đó hơn 30 quốc gia và Liên minh châu Âu đã thông qua tuyên bố chung về hỗ trợ khôi phục và tái thiết Ukraine. Những điểm chính của tuyên bố là hỗ trợ toàn diện để khôi phục Ukraine trên con đường trở thành thành viên EU, điều phối hỗ trợ thông qua nền tảng nhà tài trợ Ukraine – cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung vào cuối năm với số tiền khoảng 50 tỷ đô la Mỹ từ lợi tức thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga, một phần trong số đó sẽ được chuyển cho nhu cầu quốc phòng. Tổng thống Mỹ Biden lưu ý tuyên bố này sẽ được đưa ra để thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev hiện tại và trong tương lai. Ông nói, tôi quyết tâm đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần để giành chiến thắng và chiến đấu vì sự sống còn của mình. Tôi sẽ công bố một loạt hành động để tăng tốc hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Trái ngược lại với đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, hãng tin AP cho biết cuộc gặp giữa ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn chưa được lên lịch. Một thành viên trong đội ngũ hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ ứng viên Đảng Cộng Hòa sẽ không gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong tuần này, dù ông Zelensky đang có chuyến thăm Mỹ. Hiện chưa có cuộc gặp nào được lên lịch, dù các quan chức Ukraine tuần trước tuyên bố ông Zelensky đã lên kế hoạch để gặp ông Trump. Kiev chưa bình luận về báo cáo mới nhất của AP. Trong một bài phát biểu, ông Trump ca ngợi kinh nghiệm quân sự của Nga, viện dẫn hai sự kiện lớn trong lịch sử là Liên Xô tham gia đánh bại Đức Quốc xã hồi thế chiến thứ hai và cuộc tấn công Nga thất bại của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte để ám chỉ Moscow sẽ không thua. Ông Trump một lần nữa thể hiện sự không đồng tình đối với viện trợ của Washington cho Ukraine, nhắc lại rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ nhanh chóng rút Mỹ ra khỏi cuộc xung đột. Trước đó, ứng viên Đảng Cộng Hòa nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ có thể hòa thuận với Nga và Trung Quốc. Cựu Tổng thống Trump từng nhiều lần khẳng định ông biết cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trong một cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, ông né tránh câu hỏi rằng liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không, chỉ nhấn mạnh ông muốn chấm dứt xung đột. Ông Trump và ông Zelensky đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau 5 năm hồi tháng 7. Kiev cho biết ông Trump nói với lãnh đạo Ukraine rằng ông ủng hộ kiev và sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ ukraine nếu được bầu làm tổng thống